Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Sự linh ứng của chú Đại Bi được thể hiện qua bài Sinh Con Trai Như Ý. Tôi và người bạn tu pháp danh Quảng Thái cùng tham dự khóa tu niệm Phật một ngày an lạc chùa Từ Minh được 4 năm. Cứ ngày mùng 10 âm lịch hàng tháng, chúng tôi gặp nhau một ngày tu học. Tôi và anh vừa tu học vừa đóng góp chút ít công sức trong ban điều hành giúp cho khóa tu vận hành suôn sẻ. Anh Quảng Thái có dòng tụng kinh rất hay, cho nên thường dẫn chúng tôi niệm Phật kinh hành quanh hành lang chùa rất rộng, một vòng đủ cho khoảng 200 hành giả. Các chương trình tu học lấp kín thời gian một ngày khóa tu, vì thế chúng tôi chỉ có trao đổi chuyện trò trong những phút giải lao. Nhờ vậy mà tôi biết về câu chuyện tâm linh màu nhiệm của đời anh Phật tử Quảng Thái. Anh Quảng Thái sinh ra trong một gia đình nhiều đời làm nghề điêu khắc cổ và được kế nghiệp. Vì mưu sinh nên anh từng lưu lạc sang tận Đài Loan. Nhờ tay nghề tạc tượng Phật rất giỏi nên anh từng được chùa chiền hay Phật tử xứ Đài Loan mời làm. Có lẽ anh đã cảm nhận được phần nào công đức hồng ấn tám bảo dành cho anh. Sống xa quê hương nơi đất khách quê người, để lại người vợ trẻ và một cô con gái bé nhỏ đã mấy năm, nên anh quyết định quay về quê hương đoàn tụ gia đình, đòi nó có nhau vẫn hơn một mình ở xứ người. Anh trở lại quê nhà tiếp tục hành nghề chàm khắc gỗ, tham gia nhiều công trình tạc tượng Phật Bồ Tát ở các chùa và tứ gia trong tỉnh. Có nơi anh lấy tiền công khá khá, có nơi anh lại phát tâm cúng dường. Loại gỗ anh làm hầu hết là gỗ tốt như hương gõ, mít sắt. Có tuổi nên năm 70 năm. Người ta nói rằng loài cây có sự sống, có hồn cây, có thân cây, có cả ma quỷ cứ ngủ trong cái cây già ấy. Anh không thể hiểu nổi lĩnh vực này. Anh nửa tin nửa ngờ. Tuy trẻ người nhưng anh đã có suy nghĩ khá già dặn, luôn tỏ lòng biết ơn cây gỗ đã chịu đau đớn cho anh đẽo gọt, chạm trổ, hóa thân thành một hình tượng khác cao quý hơn. Trước khi đưa lửa rìu chạm đến thân gỗ, anh chắp tay trì chú Đại Bi, khấn nguyện hồn cây và chư vị, nếu còn ngự ở trong cây hãy rời thân gỗ này lên chùa theo Phật. Bồ Tát tu học mà siêu thoát. Nhờ vậy anh cảm thấy rất dễ chịu, an tâm đục đẽo. Đôi khi có những sự kỳ diệu không thể giải thích, chỉ có anh là người trong cuộc mới thấu hiểu hết mà thôi. Công việc làm ánh của anh ngày càng khấm khá dần. Anh mới có một cô con gái, hai vợ chồng muốn sinh thêm một cháu trai nữa nhưng trong mãi vẫn chưa có. Các xét nghiệm y khoa chẩn đoán vợ anh có dấu hiệu vô sinh. Anh đã đưa vợ anh gõ cửa hết các bác sĩ khoa sản giỏi nhất trong nước. Tất cả đều bỏ tay, kể cả việc thụ tinh nhân tạo cũng bất lực. Có vài người quen cho biết trước đây cũng lâm vào trường hợp vô sinh như vợ anh. Nhờ phát tâm ăn chay, niệm Phật và trì chú Đại Bi hàng đêm, thêm phóng sanh, cống quả từ thiện và đã sinh được đứa con trai như ý. Anh Quảng Thái biết được điều tốt lành này trong lúc đang tuyệt vọng, vợ chồng anh mừng rỡ vô cùng vì có cách. Họ đặt hết niềm tin sâu sắc vào niệm Phật, trì chú Đại Bi, phát nguyện ăn chay, làm theo đúng như người ta chỉ bày. Trải qua 2 năm thì ước nguyện đó đã thành tựu một cách kỳ diệu. Hôm đầy tháng con trai anh, tôi không tham dự được, nhưng qua hình ảnh trên điện thoại anh cho tôi xem thì cháu rất giống anh như đúc, mũi cao, mắt sáng, khuôn mặt thông minh. Một sự mầu nhiệm xảy ra trước mắt không thể nghĩ bàn. Khi tất cả những chẩn đoán y sinh vô khoa
cho là vô sinh. Thì cô ấy đã sinh cho anh một thằng con trai kháu khỉnh, hỏi không mầu nhiệm làm sao được. Không biết có gì trùng hợp không, nhưng với tôi và anh bạn Tú Quảng Thái luôn có niềm tin vào điều mầu nhiệm rõ ràng này. Xin được chia sẻ với những ai đồng cảnh ngộ với vợ chồng anh Quảng Thái, biết đâu hồi đủ duyên lành thì sẽ gặp được điều như ý. Ha ha ha, 问什么的说